Tại quyện màu khóa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Hoàng Văn Liên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Song An có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Lê Thị Sông An báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7 đến nay. Kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 và dự kiến bế mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung thực hiện công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền. Tại cuộc tiếp xúc cử tri quyền Mộc Quá kiến nghị cải tạo nâng cấp các công trình giao thông nông thôn đang xuống cấp, đặc biệt là quốc lộ 62 và tỉnh lộ 817 đi qua địa bàn quyện, mở rộng cầu đường xây dựng cầu bê tông bắc qua sông Dàm Cỏ Tây thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư tại các quyện vùng đồng tháp 10 của tỉnh. đi qua sông dòng cỏ thì chỉ có là 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 cái cầu dây thôi tải tổng 5 tấn thành ra là không có được cái giao lưu để mà vận chuyển hàng hóa được lương thực rồi các cái nhà doanh nghiệp người ta phải đi vòng là phải tốn kém nhiều cái, cái là là cái chi phí rồi từ cái đó thì cái sản phẩm của người dân là cái lợi nhuận cũng thấp vì vậy là nhằm để phát triển kinh tế để xây dựng nông thôn mới cho địa phương cho một quá ngày càng phát triển thì tôi đề nghị cấp trên cần phải có cái để mà 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 quan tâm để cho, cho chúng tôi một cái cầu dịch cũ để mà vận chuyển hàng hóa lương thực nhằm cái phát triển cho cái kinh tế địa phương của huyện Mộc Hóa ngày càng giàu mạnh Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến y tế cũng được cử tri quyền một quá quan tâm kiến nghị, như quy trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, trang thiết bị khám chữa bệnh. Cử tri mong muốn tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng cho trẻ em cần được quan tâm bổ sung. Các chế độ chính sách dành cho người có công, thương binh, liệt sĩ, thanh niên sung phong, chế độ dành cho người thờ cúng liệt sĩ, chế độ dành cho người cao tuổi cần được rà soát bổ sung kịp thời. Xử lý dứt điểm các điểm bán hàng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, bình ổn giá lúa gạo đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội sau phần giải trình của đại diện chính quyền địa phương các sở ngành có liên quan về các ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã ghi nhận tiếp thu những ý kiến của cử tri để kiến nghị đến quốc hội trong kỳ họp sắp tới